Trấn Thành tuyên bố trên sóng truyền hình, Harry Won chưa bao giờ là gu của tôi thích người. Trấn Thành tiếp tục đem vợ mình ra mần nhục trước các khách mời, nhưng lần này anh chia sẻ Harry Won không phải là gu của mình. Mới đây teaser tập thứ 5 của chương trình Người ấy là ai đã được lên sóng với sự xuất hiện của Hằng Nga ở ghế nữ chính. Tập 5 chào đón 5 chàng trai vô cùng điển trai. Cố vấn của chương trình tuần này có sự tham gia của anh Đức, Ốc Thanh Vân, La Thành. Cũng trong tập này, Trấn Thành còn khiến khán giả cũng như đồng nghiệp một pha không thể bật cười khi đưa ra quan điểm với người chơi, nhiều khi với những cái gu không có thích, thế nhưng cuối cùng yêu người ta nào không hay. Thật ra vợ anh chưa bao giờ là gu của anh là mặt dài, cằm nhọn và mũi cao. Nhiều lần lầy lội bôi xấu vợ trên sóng truyền hình, thế nhưng lần này MC Trấn Thành lại còn nói vợ không phải là gu của mình, thế nhưng vừa nghe xong, tất cả các cố vấn liền đồng loạt hướng ánh mắt về phía Hương Giang, khiến Hoa hậu chỉ biết che mặt vì quá ngại. Sau phút hoang mang, Trấn Thành lại tiếp lời nói thêm. Mình tiếp xúc, mình yêu con người, rồi tự động người ta biết em yêu cái gì thì người ta sẽ trở thành cái đó. Ngày xưa vợ anh đâu có gầy như bây giờ, anh đâu có bắt đâu, nhưng cô ấy cũng thấy anh nói đúng, gầy thì sẽ đẹp hơn. Lần này đến lượt anh Đức phá đám, rồi một ngày nào đó cô ấy xỉu thì anh mới biết anh sai. Liệu Harry Won sẽ nghĩ gì khi nghe chồng làm nhục thế này trên sóng truyền hình? Câu chuyện gây xúc động của con trai nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đang gây chú ý mạng xã hội. Câu chuyện này đã được danh hài Thúy Nga chia sẻ và nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Trên Facebook cá nhân, mới đây danh hài Thúy Nga đã dành một dòng chia sẻ dài để nói về Khôi Nguyên, hay còn gọi là Trê Phi, con trai của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Thúy Nga cho biết, sau một thời gian không gặp đến giờ, con trai nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân trong mắt cô đã là một chàng trai rất lãng tử, rất nghệ sĩ. Không chỉ sở hữu năng khiếu nghệ thuật thiên bẩm, Khôi Nguyên Trê Phi còn lộ rõ khả năng hát, diễn hài chuyên nghiệp. Điều đó được minh chứng bằng những vở diễn hài rất ăn ý giữa Thúy Nga và Khôi Nguyên thời gian gần đây. Không chỉ đánh giá cao về năng khiếu nghệ thuật, Thúy Nga còn kể câu chuyện gây xúc động về cách đối xử của con trai nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân dành cho mẹ. Ông bà ta có câu, con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Ngưỡng mộ cách giáo dục của con chị Hồng Vân, nuôi con đến trưởng thành, mà cái quan trọng trong giáo dục của gia đình là con cái rất ngoan, lễ phép, ý thức tự lập cao và tự kiếm tiền chứ không dựa dẫm vào bố mẹ. Tôi chứng kiến một lần đi ăn chung với chị Hồng Vân, thấy Trê Phi không order đồ ăn, tôi liền hỏi, sao con không ăn gì vậy? Nó liền nói, để mẹ order phần của mẹ thôi, con biết mẹ sẽ ăn không hết, khi đó con sẽ ăn đồ ăn còn dư của mẹ cho đỡ tốn tiền ạ. Khi tôi nghe đến câu nói đó, trái tim tôi như nghẹn lại vì xúc động. Hạnh phúc nào bằng khi các bà mẹ có những đứa con luôn có hiếu và luôn nghĩ cho mẹ. Chúc mừng chị Hồng Vân, Trê Phi trong mắt em giờ đã quá trưởng thành, Thúy Nga viết. Chia sẻ này của Thúy Nga ngay sau đó đã nhận được sự chú ý đặc biệt từ khán giả. Rất nhiều bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ tới Hồng Vân, cho rằng nữ nghệ sĩ đã có một quý tử hiếu thảo và tài năng. Khôi Nguyên là con trai riêng của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân với người chồng đầu. Từ nhỏ, cậu bé đã sang Mỹ du học với chị gái. Sinh năm 1997, năm nay anh chàng tròn 21 tuổi, cao tới 1m80. Khi còn nhỏ, cậu và các bạn đã thành lập nhóm nhạc để biểu diễn trong những sự kiện của trường. Lớn hơn một chút, Khôi Nguyên thực hiện các clip cover và tạo được sự chú ý lớn của cộng đồng mạng. Khi có thời gian rảnh, Khôi Nguyên dành thời gian để về thăm gia đình tại Việt Nam. Dù không chung dòng máu, nhưng Khôi Nguyên và chị gái đầu đều xem nghệ sĩ Lê Tuấn Anh là thần tượng. Cả hai rất nghe lời và yêu thương bố mẹ. Khôi Nguyên hiện đang học tại Mỹ nên ít khi trở về Việt Nam, do đó khoảng thời gian ở cùng mẹ và gia đình rất hiếm hoi. Mới 21 tuổi, nhưng con trai nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đã cao 1m80, sở hữu ngoại hình điển trai và có niềm đam mê lớn với nghệ thuật. Minh Hằng được bạn trai đại gia tặng những kim cương hình trái tim chục tỷ, rộ nghi án cầu hôn. Minh Hằng khoe những kim cương trái tim tiền tỷ trên trang cá nhân, khiến nhiều người phải trầm trồ. Mới đây trên Instagram cá nhân, Minh Hằng bất ngờ khoe chiếc nhẫn kim cương khiến nhiều người bất ngờ. Kèm theo hình ảnh cô viết, thao thức vì em. Tuy nhiên, nhiều người đã đoán già đoán non cho rằng đây là chiếc nhẫn cô được bạn trai tặng, có thể là chiếc nhẫn cầu hôn. Với chiếc nhẫn kim cương này được biết lên đến chục tỷ, trong showbiz Việt, rất hiếm người sở hữu chiếc nhẫn như thế. Chiếc nhẫn kim cương hình trái tim rất bắt mắt được Minh Hằng khoe trên story Instagram cá nhân. Dựa trên kiểu dáng và chất liệu, chắc chắn có không ít suy đoán rằng đây là cô được bạn trai đại gia tặng.
Có phải chăng đây là chiếc nhẫn cầu hôn không? Là những câu hỏi lớn của phía người hâm mộ. Chân dung chàng trai được đồn đoán là bạn trai doanh nhân của Minh Hằng. Minh Hằng cũng từng hé mở, bạn trai hơn cô 10 tuổi là một người đàn ông bản lĩnh và có trách nhiệm. Cách đây không lâu, Minh Hằng bất ngờ chia sẻ đang hẹn hò cùng bạn trai lớn hơn mình 10 tuổi, là một doanh nhân thành đạt. Anh ấy hơn tôi 10 tuổi, khi người này xuất hiện cũng rất nhẹ nhàng, bắt đầu từ mối quan hệ bạn bè, gặp gỡ rồi đi chơi với nhau. Sau đó chúng tôi nhận ra cả hai có nhiều điểm chung, khi ở cạnh nhau được là chính mình, giận thì la, vui thì cười, buồn thì khóc, chứ không phải gồng lên để luôn giữ hình ảnh Minh Hằng của xã hội. Dần dần tình cảm này lớn hơn và trở thành một mối tình đẹp, Minh Hằng chia sẻ. Khoảnh khắc khiến dư mạng đặt nghi vấn, Minh Hằng đang ngầm khoe bạn trai giấu mặt của mình trong kỳ nghỉ dưỡng ở Maldives. Bất ngờ trước diện mạo hiện tại của thú cưng 3.000 đô từng bị Harry Won cạo sạch lông, nam diễn viên hài đã có rất nhiều khoảnh khắc chơi đùa và nói chuyện với thú cưng đầy hào hứng như một người bạn. Cách đây không lâu, MC Trấn Thành đã vô cùng hoảng hốt khi được vợ cho hay chính tay cô đã chuyển con mèo Nga từ hình ảnh sang trọng và quý tộc thành một chú mèo có bộ lông chẳng ai ngờ tới. Anh từng rất nghẹn lời khi thấy vợ tự hứng lên đi thảm hại chú mèo mà từng phải bỏ hẳn 3.000 đô để có được nó. Ai đời, chủ cả gì đâu mà ác như mẹ chồng, nó không có thẩm mỹ thì tự ấn lên người nó đi, chứ mắc gì gieo nghiệp lên thằng nhỏ, ai dựa ai khiến. Nó còn bồi thêm câu, em cạo lần đầu mà cạo như vậy là đẹp lắm đó, vi diệu chưa? Tình trạng vẻ ngoài của chú mèo sau khi bị Harry Won hành hạ, trước đó thú cưng của nam MC đẹp đến mức như này đây. Để khắc phục những gì vợ gây ra, Trấn Thành phải đưa thú cưng đi thẩm mỹ và tỉa lại lông để nhìn bắt mắt hơn. Hơn nữa, sức khỏe của Huỳnh Lưu Trấn Xì khá ổn định, không bị chuyện bị cạo sạch lông làm ảnh hưởng nhiều. Mới đây nhất, Trấn Thành còn khoe đoạn clip ghi lại khoảnh khắc chú mèo đen đeo bám anh nhiệt tình, không cho nam diễn viên hít đất tại phòng riêng. Theo đó, thú cưng của anh đã dần mọc lông trở lại và vẻ ngoài cũng dễ nhìn hơn nhiều. Khi đang hì hục tập thể dục thì Trấn Xì đã đến và nằm ngay trước mặt Trấn Thành. Thậm chí, chú mèo khôn ngoan này còn liên tiếp quấy rối để ông xã Harry Won không thể tiếp tục bài tập. Ngay khi ấy, anh dừng lại và liên tục xoa đầu chú mèo cưng. Trước khi đi làm, anh cũng không quên ôm ấp và nâng niu Trấn Xì. Sở dĩ Trấn Thành làm nhiều clip về cách chăm sóc mèo nhằm nhắn nhủ để mọi người hãy yêu thương và quan tâm thú cưng như một người thân của mình, và như thế mới không diễn ra tình trạng giết động vật như bấy lâu nay. Trấn Thành bất ngờ thú nhận chuyện thầm kín, sáng tỏ chuyện chậm con với Harry Won. Mới đây, Trấn Thành nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả khi lần đầu thú nhận chuyện thầm kín này sau 2 năm kết hôn. Tối qua, trong một chương trình truyền hình, Trấn Thành gây chú ý khi bày tỏ nỗi sợ nhất ở bà xã Harry Won của mình là khi im lặng và khóc, bởi khi đó anh sẽ rất cảm thấy rất tội lỗi và không biết sẽ phải xử sự ra sao. Trong một cuộc tranh cãi, người đang tấn công sẽ rất ít khi kiềm chế, để chờ tới khi người kia im lặng mà sẽ công kích cho tới lúc mâu thuẫn ngày một lớn hơn, khi tranh cãi phụ nữ hay cãi ngang. Điều tôi sợ nhất ở vợ mình là im lặng và khóc, tôi sợ điều này nhất, thấy vợ khóc là tôi không biết nói gì nữa. Tự nhiên tôi cứ thấy tôi sai, càng nói lại càng khóc, mà không nói lại càng điên, ấm ức vì không nói được gì. Hơn nữa, Trấn Thành còn để lại nhiều ấn tượng khi bày tỏ quan điểm của mình về vai trò của người đàn ông trong tình yêu. Anh bảo điều gì cũng sẽ phải phai nhạt theo thời gian, kể cả tình yêu. Do đó khi yêu, hãy học cách chấp nhận và ngưng so sánh. Nếu cảm thấy cuộc sống mình không tốt thì biến đổi cho phù hợp với nửa kia. Đàn ông cũng đừng đem chuyện cũ ra để nói mãi thì tệ lắm. Thêm vào đó, đàn ông nên xuống nước trước để tha thứ. Còn nếu đối phương có lỗi mà không nhận ra thì cũng không cần phải xin lỗi cho thừa. Cặp đôi Trấn Thành Harry Won từ khi công khai chuyện tình cảm đã phải đối mặt với rất nhiều chỉ trích. Chính vì vậy, đám cưới của cả hai vào ngày 25 tháng 12 vừa có nụ cười lẫn nước mắt. Sau gần 2 năm kết hôn, Trấn Thành đã thay đổi nhiều so với trước. Những thú nhận thầm kín này cũng phần nào thấy được sự trưởng thành trong suy nghĩ của anh. Khác với một Trấn Thành nông nổi thời trẻ, làm việc gì cũng bất chấp, khi đã có vợ, Trấn Thành điềm đạm và chín chắn hơn, những điều anh nghĩ và anh làm cũng luôn được cân nhắc. Có thể nói Harry Won may mắn khi gặp được một người chồng yêu thương vợ, luôn biết phải trái và sống biết điều như Trấn Thành. Ngay khi dư luận mặc sức chê trách vợ mình thuở vừa chia tay tình cũ, Trấn Thành vẫn một mực bảo vệ và minh chứng là mái ấm hạnh phúc viên mãn của hai vợ chồng nam danh hài hiện tại. Về phần Harry, sau khi kết hôn,
hai vợ chồng cô thường xuyên góp mặt trong nhiều show truyền hình và cùng nhau sóng đôi tại các sự kiện giải trí. Không khó để nhận ra từ ngày làm vợ trưởng thành, Harry Won trở nên hoạt ngôn và hài hước hơn. Harry Won từng thổ lộ, biết như vậy cưới sớm hơn. Nữ ca sĩ người Hàn từng chia sẻ sau khi lấy chồng, tôi không ngờ sau khi kết hôn mình sẽ cảm thấy an tâm và bình an hơn. Rõ ràng việc phụ nữ tìm được một mái ấm gia đình là vô cùng quan trọng. Một tổ ấm hạnh phúc có thể làm cho họ xinh đẹp ra, vui tươi hơn và sống mỗi ngày ý nghĩa hơn. Thời trước, Harry với vốn tiếng Việt 7 năm nhưng vẫn nói năng bập bẹ, đã khiến dư luận ném đá dữ dội. Vấp phải nhiều chỉ trích, dèm pha là thế, nhưng cuối cùng ai cũng cảm thấy yêu mến vì lối sống thẳng thắn, thân thiện của cô gái này. Mới đây, Harry Won bất ngờ đăng một dòng trạng thái khá dài, nói lên những tâm sự của mình về chuyện cân nặng. Thêm vào đó, cô bày tỏ sự lo lắng khi nhắc đến chuyện sẽ làm mẹ và những nỗi khổ về sự thay đổi cân nặng trong giai đoạn đó. Giờ Harry đã là một người phụ nữ của gia đình, không chắc mai này sẽ béo hay gầy, có thể thành mẹ bỉm sữa mập ú. Nhưng quan trọng là mình đã lựa chọn cuộc sống của mình là hy sinh tất cả để có sức khỏe, có tinh thần tốt chăm lo cho cuộc sống của những người xung quanh là mình hạnh phúc. Chuyện ngoại hình có nhiều cách để thay đổi, nhưng gia đình của mình thì chỉ có một mà thôi, đúng không các bạn? Chính điều này đã khiến cộng đồng mạng nghi ngờ rằng bà xã của nam danh hài trưởng thành đang mang bầu và cô đang cảm thấy lo lắng vì những thay đổi trên cơ thể mình. Dẫu vậy, ai cũng thấy vui mừng khi sau tất cả những biến cố cùng nhau trải qua, Harry của hiện tại cũng thay đổi rất nhiều. Cô vì thiên thần nhỏ sắp chào đời, không ngày xấu, không ngày khổ, chấp nhận hy sinh để những người xung quanh được vui vẻ hạnh phúc. Ngoại hình có thể thay đổi theo thời gian, nhưng mái ấm gia đình thì chỉ có một. Giờ đây, nữ ca sĩ người Hàn bắt đầu chú tâm hơn cho gia đình. Cô vung vén và hy sinh nhiều hơn cho mái ấm nhỏ, lấy sự đảm đang khéo léo làm niềm vui và trân trọng những gì mình hiện có. Thật vậy, phụ nữ có gì đâu ngoài một người chồng yêu thương mình hết lòng, cùng một tổ ấm tràn ngập yêu thương. Có gia đình làm động lực, thiết nghĩ cũng vì thế mà sự nghiệp cô thăng hoa rực rỡ, ngày càng được công chúng đón nhận và yêu thương.